Người đàn ông yêu bạn thật lòng chắc chắn sẽ luôn hỏi 6 câu này. Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Hãy Sống Khác. Mở đầu chương trình hôm nay, xin kính chúc quý vị và các bạn sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và bình an. Quý vị và các bạn thân mến, trong mối quan hệ nam nữ yêu đương hay mối quan hệ vợ chồng, người đàn ông mà yêu người phụ nữ thật lòng thì họ sẽ luôn biết cách lắng nghe những gì người yêu hay người vợ của mình nói và xem đó là lời chia sẻ, tâm sự, động viên. Tâm lý đàn ông khi yêu thật lòng là luôn muốn làm mọi điều tốt nhất để mang đến hạnh phúc cho bạn. Vì vậy, anh ấy sẽ bất chấp mọi thứ để bên cạnh bạn khi bạn cần. Có thể giúp đỡ bạn vượt qua khó khăn, bên cạnh bạn những lúc ốm đau, mệt mỏi. Hoặc đơn giản là lắng nghe bạn tâm sự và làm bờ vai vững chắc để bạn tựa vào. Hay thậm chí có thể chịu đựng để bạn trút hết tức giận, buồn bực trong lòng. Hãy giữ thật chặt nếu bạn may mắn có được một chàng trai yêu mình chân thành như thế. Ngược lại, khi hết yêu thì họ cũng sẽ coi đó là những điều kiện phức tạp. Tương tự như thế đối với những câu hỏi người đàn ông đặt ra cho người phụ nữ của mình. Dưới đây là 6 câu hỏi chỉ về đàn ông yêu thương phụ nữ thật lòng mới thường xuyên nói ra. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tìm hiểu và chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện của quý vị ở phần bình luận quý vị nhé. Người đàn ông yêu bạn thật lòng chắc chắn sẽ luôn hỏi 6 câu này. Đây là 6 câu hỏi chỉ người đàn ông yêu thật lòng mới thường xuyên hỏi bạn, chứng tỏ rằng anh ấy thật lòng yêu thương bạn, thậm chí còn có thể yêu bạn hơn cả bản thân mình. Câu hỏi thứ nhất, em có ý kiến gì về việc anh sắp làm không? Khi một người đàn ông thật lòng yêu bạn, anh ấy sẽ để ý đến cảm xúc và suy nghĩ của bạn. Anh ấy muốn biết bạn nghĩ gì về việc anh ấy làm. Anh ấy sẽ đắn đo liệu có phải là việc khiến bạn không vui không? Vì vậy sẽ hỏi ý kiến của bạn trước khi làm. Nếu bạn không vui, anh ấy sẽ không làm. Anh ấy làm gì cũng muốn được bạn ủng hộ. Thái độ của bạn là mục tiêu cho việc làm anh ấy. Người đàn ông thế này chính là vô cùng yêu thương và trân trọng bạn. Câu hỏi thứ hai, khi ở bên cạnh anh, em có thấy vui không? Người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ luôn muốn biết cảm giác của bạn. Anh ấy muốn biết liệu anh ấy có mang lại niềm vui cho bạn hay không. Anh ấy luôn mong muốn rằng khi ở cạnh anh ấy, bạn chỉ thấy vui vẻ và hạnh phúc. Cảm giác niềm vui và hạnh phúc của bạn chính là điều anh ấy thấy hài lòng nhất dù phải làm gì. Người đàn ông thế này thật sự rất đáng để bạn giữ lại bên mình cả đời. Đàn ông yêu thật lòng khác chính là nhìn vào sự thay đổi của chàng từ khi yêu bạn. Khi yêu thật lòng, anh ấy sẽ thay đổi thành phiên bản tốt hơn để phù hợp xứng đáng với bạn. Đó có thể là việc anh ấy bỏ thuốc lá, bớt rượu bia. Đó có thể là trở nên quan tâm và lãng mạn hơn, mặc dù trước kia anh ấy vốn khô khan hay vô tâm. Câu hỏi thứ ba, em thích cái gì? Đàn ông thật sự yêu bạn luôn muốn đem đến những gì bạn yêu thích. Đôi khi anh ấy sẽ âm thầm tìm hiểu những món đồ phụ nữ thích chỉ để tạo bất ngờ cho bạn. Hay nếu thực tế hơn, anh ấy sẽ hỏi bạn thích gì, anh ấy sẽ mua tặng bạn. Anh ấy không tiếc tiêu tiền vì bạn. Chỉ cần trong khả năng của anh ấy, người đàn ông này chỉ chân thành muốn cho người phụ nữ của mình món đồ cô ấy thích. Câu thứ tư, anh xin lỗi. Đàn ông để bạn trong tim luôn sẵn sàng nhận lỗi khi biết bản thân mình làm điều gì sai với bạn. Thậm chí dù anh ấy không sai, nhưng việc bạn tổn thương và buồn phiền, anh ấy cũng xem đó là lỗi của anh ấy. Anh ấy không ngại nói xin lỗi để xoa dịu bạn, cũng không ngại nhận lỗi và cố gắng thay đổi vì bạn. Đàn ông không phải ai cũng có thể làm được điều này, chỉ khi họ thật sự coi trọng và không muốn đánh mất bạn. Câu hỏi thứ năm, anh có thể làm được gì cho em? Những khi bạn không vui, gặp khó khăn, người đàn ông yêu bạn chân thành luôn muốn làm điều gì đó để bạn thấy thoải mái hơn. Đôi khi anh ấy sẽ không thấy, không biết phải làm gì, bản thân cũng cảm thấy khó chịu. Bởi thế,
Khi nghe câu hỏi này của anh ấy, bạn nên hiểu anh ấy thật sự để tâm tới bạn, muốn chia sẻ cùng bạn vượt qua mọi chuyện. Có được người đàn ông thế này bên cạnh, dù phải trải qua chuyện gì cũng đều không cực khổ hay vất vả nữa. Câu thứ 6, không sao cả, có anh ở đây rồi. Khi bạn tìm được một người đàn ông yêu mình thật lòng, chân thành đối đãi với bạn, bạn sẽ không bao giờ thấy đơn độc nữa. Nhất là những lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, anh ấy sẽ luôn chứng minh để bạn thấy rằng bạn không một mình đối mặt mọi chuyện. Anh ấy sẽ luôn tìm cách đồng hành, chia sẻ cảm thông và bên cạnh bạn bất kỳ lúc nào bạn cần. Câu nói ấy không chỉ để động viên bạn mà còn để bạn hiểu bạn không đơn độc, bạn có thể dựa dẫm vào anh ấy. Với phụ nữ, có được một người đàn ông tình nguyện dựa vào, bảo vệ mình khi mình kiệt sức thật sự là may mắn. Thay vào đó, luôn thể hiện tình cảm bằng những lời yêu thương để bạn cảm thấy được quan tâm và hạnh phúc. Có thể là khen ngợi bạn thật lòng khi nhìn thấy những điều nhỏ nhất từ bạn, như khi bạn vừa thay đổi kiểu tóc, màu son hay mặc một chiếc váy mới. Cũng có thể là nói nhớ bạn khi xa nhau, hay dỗ dành bạn mỗi khi hờn dỗi và buồn bã, hay đơn giản là chúc buổi sáng tốt lành và buổi tối ngủ ngon. Những lời nói yêu thương được thể hiện bằng tất cả sự chân thành cũng là một cách nhận biết đàn ông yêu thật lòng. Tĩnh tâm là sức mạnh sinh ra trí huệ. Trong cuộc sống, một người tâm bình khí hòa, tâm tính ổn định sẽ có thể không vì được mà hoan hỷ, không vì mất mà sầu bi, vô cớ bị nhục mạ mà không giận, gặp việc gấp mà không sợ hãi. Họ có thể ứng biến thản nhiên khi mất, dửng dưng khi được. Đây phải là người có tấm lòng quảng đại, rộng rãi, không đặt tâm vào hơn thua. Bởi vậy, tâm tĩnh như nước là biểu hiện của một loại trí tuệ. Hàng ngày bắt xe buýt, bạn có thể nhìn thấy rất nhiều người đợi xe ở bến. Nếu trên tay họ không cầm chiếc điện thoại di động, thì lại đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Bến xe buýt giống như một bức tranh biếm họa ồn ào. Người càng đông thì càng chẳng thể tĩnh tâm lại. Con người hiện đại chúng ta có thể giữ mình không lướt điện thoại được bao lâu? Nghe thấy tiếng chuông báo của mạng xã hội, liệu bạn có thể nhẫn được bao lâu mà không mở ra xem? Khi cùng dùng bữa với người khác, bạn có thể không cầm điện thoại lướt web trong bao lâu? Dường như điều này rất khó thực hiện. Điều đó cũng cho thấy rằng tâm của người hiện đại thật sự khó để tĩnh lại. Nhưng tĩnh tâm lại sẽ giúp bản thân họ thọ ích vô cùng, thậm chí còn hóa giải nguy cơ tiềm ẩn bên mình. Nhưng đối với cuộc đời mỗi người mà nói, học cách tĩnh tại chính là một thứ tài sản vô giá. Nó sẽ khiến bạn hiểu rằng hễ sóng to gió lớn xuất hiện, mây đen ùn ùn kéo tới bao phủ cả bầu trời, thì âu lo sầu muộn là chuyện vô ích. Lo lắng còn khiến sự tình trở nên tệ hơn. Chỉ có thể tĩnh tại mới có thể khiến bạn vững vàng hơn, từ đó vượt qua sóng gió. Sức mạnh của sự tĩnh tâm. Thời xưa có một nhà phú hào, để tránh biến loạn, đã mang hết gia sản của mình đổi thành ngân phiếu. Ông còn đặc biệt chế ra một loại ô giấy thấm dầu và cẩn thận giấu tờ ngân phiếu vào trong cán chiếc ô này. Sau đó ông hóa trang thành một người dân bình thường, mang theo chiếc ô chuẩn về quê ở ẩn. Không ngờ trên đường về xảy ra chuyện ngoài dự liệu. Vì quá mệt mỏi, ông đã ngủ một giấc ở cái chòi hóng mát. Sau khi tỉnh dậy thì chiếc ô không cánh mà bay. Vị phú hào lăn lộn trên thương trường nhiều năm nên đột nhiên xảy ra biến cố vẫn tĩnh tâm suy nghĩ. Sau khi quan sát tỉ mỉ, ông phát hiện chiếc túi ông mang bên mình vẫn còn nguyên vẹn. Ông đoán rằng người cầm chiếc ô có lẽ không phải là một tay trộm chuyên nghiệp, mà chỉ là người qua đường tiện tay lấy chiếc ô của ông mà thôi. Người này hẳn là người sinh sống gần đây. Vị phú hào quyết định ở lại địa phương này, mua vài dụng cụ sửa ô và kiên nhẫn chờ đợi. Xuân đến thu đi, vèo một cái 2 năm trôi qua, ông cũng đã quen với nhịp sống, có lúc dường như quên mất chiếc ô nọ. Một dịp khách sửa ô, ông chợt phát hiện rằng người ta sẽ mua một chiếc ô mới nếu ô của họ quá cũ. Thế là vị phú hào làm một tấm biển mua bán ô và đổi ô cũ lấy ô mới với giá cả rất rẻ.
Suốt một thời gian dòng người cứ đến đổi ô tấp nập. Không lâu sau, một người trung niên cầm chiếc ô bằng giấy thấm dầu sách nát bước tới. Vị phú hào mặt không biến sắc, cho người kia một chiếc ô mới. Sau khi người ấy rời đi, vị phú hào bước vào trong nhà và mất tâm mất tích kể từ đó. Tỉnh sinh trí huệ, vị phú hào lặng lẽ chờ đợi chính là trí huệ của sự tỉnh tại. Tỉnh sinh trí huệ, đối với cuộc đời của mỗi người mà nói, học cách tỉnh tại chính là một thứ tài sản vô giá. Nó sẽ khiến bạn hiểu rằng, hệ sóng to gió lớn xuất hiện, mây đen ùn ùn kéo tới bao phủ cả bầu trời, thì lo âu sầu muộn là chuyện vô ích. Lo lắng còn khiến sự tình trở nên tệ hơn. Chỉ có sự tỉnh tại mới có thể khiến bạn vững vàng hơn, từ đó vãn hồi được tổn thất. Trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử có câu, trí hư cực, thủ tỉnh đốc, nghĩa là hãy giữ cho tâm hồn trống rỗng và tỉnh tại, không bị ảnh hưởng bởi ngoại vật, để có thể suy ngẫm và quan sát những quy luật vận hành của thế giới tự nhiên. Trọng vi thanh cân, tĩnh vi thao quân. Trong mối quan hệ giữa nặng và nhẹ, động và tĩnh, Lão Tử cho rằng hậu trọng là cái gốc ức chế sự bất cẩn, tĩnh tại có thể khống chế sự nông nổi. Hay như câu tĩnh thắng táo, hàng thắng nhiệt, thanh tịnh phi thiên hạ chính. Tịnh có thể khắc chế động, khắc chế sự nông nổi, thanh tịnh giúp thiên hạ quy chính, thái bình. Trong cuộc sống hàng ngày, muốn rèn luyện khả năng tịnh tại cho bản thân, trước tiên cần giảm bớt những dục vọng vô biên giới của mình. Tiếp đó ta có thể học theo cổ nhân ngồi tĩnh tọa, tĩnh tâm điều, tức là liều thuốc tốt cho thời đại phân tâm của chúng ta ngày nay. Yên lặng đếm từng hơi thở, không hối tiếc về quá khứ, chẳng lo lắng đến tương lai, chỉ đơn thuần cảm nhận thời khắc mình đang sống. Một động tác đơn giản như vậy giúp bạn tìm lại sức tập trung và sự trầm tĩnh, mang đến cho bạn những tia hy vọng và dũng khí. Khi bạn cảm thấy thế giới này đang chống lại mình, hãy giúp mình tìm một con đường về. Giống như một cốc nước, bên trong có rất nhiều cặn, nhưng khi bạn để cốc nước tĩnh lại trên bàn thì những hạt cặn sẽ dần lắng xuống. Bạn có thể nhìn thấy phần nước trong suốt phía trên. Khi chúng ta ngồi tĩnh tọa, trong đầu sẽ cất lên tiếng nói bảo chúng ta hãy dần buông bỏ, lắng lại lòng mình và trừ bỏ dục vọng. Phàm mọi việc hãy dùng trái tim khiêm nhường mà đối đãi với mọi người xung quanh. Dùng sự cung kính mà đối đãi với sự vật quanh mình. Không so đo tính toán, xa rời những chuyện thị phi, những điều vướng mắc. Không nhìn, không nghe, không nghĩ mới có thể sinh tâm thanh tịnh.